Mức tăng gần như thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, kinh tế càng ngày càng khó khăn. Quá ảm đạm dù Covid đã qua đi từ lâu, chưa bao giờ thấy tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại. Hello, chào mọi người. Chuyện gì đã khiến các bạn cư dân mạng Việt Nam bi quan như vậy? Mới đây, các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới lần lượt công bố số liệu thống kê kinh tế. Các nước phát triển tăng trưởng yếu ớt. Mỹ tăng 1,1%, GDP của khu vực đồng euro tăng 0,1% so với quý trước, nằm bên bờ vực chỉ trệ. Trong khi chính phủ Việt Nam cũng công bố số liệu cho thấy GDP quý 1 năm nay tăng 3,32%, có phần chậm lại so với mức tăng 0,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng quý 1 thấp thứ 2 trong 12 năm qua của Việt Nam, hầu như tồi tệ như lúc đại dịch Covid-19 mới hoành hành. Phải biết rằng GDP Việt Nam cả năm 2022 đã tăng 8,02%, lập kỷ lục về mức tăng nhanh nhất trong 25 năm qua. Từ học sinh ưu tú về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 đến mức tăng trưởng bị giảm đáng kể trong quý 1 năm nay. Chính vì vậy mới làm dấy lên lo ngại trong cư dân mạng Việt Nam. Vậy vì sao xuất hiện tình trạng như vậy? Việt Nam liệu có thể vượt qua được khó khăn này không? Kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa, đặc biệt trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam hội nhập nhanh chóng với thế giới. Tuy nhiên, cũng trở thành một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào các mặt hàng chủ lực và xuất khẩu. Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu hàng dệt may, giày dép và đồ gia dụng lớn nhất thế giới. Như vậy, rất dễ bị tác động bởi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, rất nhiều ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng theo đuôi Mỹ đồng loạt tăng lãi suất, trực tiếp dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trên thị trường quốc tế giảm, số lượng đơn đặt hàng từ nước ngoài tự nhiên cũng giảm theo. Bên cạnh đó, cùng với đại dịch đã qua đi, chuỗi sản xuất của rất nhiều nước trên thế giới dần khôi phục, nhiều đơn đặt hàng cũng bắt đầu chảy về các khu vực như là châu Âu, châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ. Nhiều công ty đa quốc gia sắp xếp lại chuỗi mua sắm, chẳng hạn như Walmart, hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất toàn cầu, đã chuyển một số đơn đặt hàng dệt may sang các nước khác như là Mexico. Hơn nữa, Việt Nam là nước tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương. Một số nước phát triển đã dựng lên các rào cản kỹ thuật như chuyển đổi năng lượng xanh sạch, sản xuất carbon thấp. Những luật chơi mới này đã khiến Việt Nam phải đối mặt với cuộc đua không công bằng. Cũng chính vì các nguyên nhân đó mà kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm nay đã giảm 11,8% liên lụy đến mức tăng tổng thể của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại một mối hiểm họa tiềm ẩn nghiêm trọng, đó là sản phẩm xuất khẩu tương đối đơn nhất. Kim ngạch xuất khẩu của 8 mặt hàng chiếm tới hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Như mọi người đều biết, ngành dệt may là ngành then chốt của Việt Nam. Mặc dù Hiệp hội Dệt may Việt Nam kiến nghị trong ngắn hạn cần tăng cường trao đổi hàng hóa với các nước để nâng cao kim ngạch xuất khẩu dệt may, nhưng xét về lâu dài, bất kể sản phẩm được nâng cấp đến mức độ nào thì thị trường cũng sẽ bão hòa. Vậy, làm thế nào để các nước phụ thuộc vào xuất khẩu như Việt Nam có thể tháo gỡ mối hiểm họa tiềm ẩn tác động đến tăng trưởng kinh tế này? Câu trả lời rất đơn giản, đó là biến bị động thành chủ động. Theo mình thì Việt Nam cần phải không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất đa dạng, cần không ngừng khai thác các sản phẩm công nghệ cao, chẳng hạn như năng lượng mới. Ngoài ra, nhà nước cũng cần căn cứ theo quy luật phát triển kinh tế sử dụng các biện pháp khuyến khích để bảo hộ cho xuất khẩu. Nói thì dễ, làm thì quả thật rất khó, đòi hỏi nhà nước cần có một cái tầm nhìn vĩ mô. Trung Quốc từng đối mặt với tình trạng tương tự như Việt Nam, cũng một dạo bị thị trường quốc tế trói buộc. Tuy nhiên, tình hình những năm qua dần được cải thiện, kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay lội ngược dòng tăng lên. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đều giảm trong quý 1, nhưng ngoại thương Việt Nam về tổng thể là xuất siêu. Hơn nữa, vẫn có một số động lực tăng trưởng về cuối năm. Thứ nhất, năm nay được xem là điểm rơi của đầu tư công trung hạn cũng như đầu tư phát triển hạ tầng. Do đầu tư công là giải pháp quan trọng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, từ đầu năm đến nay, chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy giải ngân. Thứ hai là tiêu dùng dân cư được kỳ vọng phục hồi sau 2 năm đại dịch. Đặc biệt trong tháng 7 này, chính phủ Việt Nam sẽ điều chỉnh lương cho lao động trong khối nhà nước. Thứ ba, xuất khẩu và công nghiệp được dự báo cải thiện trong nửa sau của năm 2023 khi kinh tế toàn cầu hồi phục. Vậy quan điểm của bạn là như thế nào? Chia sẻ với Mận Linh nhé! Bye bye!